Một lần nữa, Thúy Hằng kính mời quý vị theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến, số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron. Thống đốc Florida nói việc bảo vệ Ukraine không phải là lợi ích quốc gia sống còn của Hoa Kỳ. Theo Reuters hôm 13 tháng 3 đưa tin, thống đốc Florida Ron DeSantis chỉ trích gay gắt việc chính quyền Joe Biden tài trợ ồ ạt cho Ukraine mà không chú ý đến những thách thức với nước Mỹ. Theo ông DeSantis, một trong những ứng cử viên tiềm năng của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024, việc vướng sâu hơn vào tranh chấp lãnh thổ giữa Ukraine và Nga không phải là lợi ích quốc gia sống còn của Hoa Kỳ. New York Post cho biết khi được ông Tucker Carlson, người dẫn chương trình của đài Fox News, hỏi về xung đột ở Ukraine trong một bài đăng trên Twitter ngày 13 tháng 3, ông DeSantis viết Hoa Kỳ có nhiều lợi ích quốc gia sống còn, nhưng việc vướng vào tranh chấp lãnh thổ giữa Ukraine và Nga không phải là một trong số đó. Ông DeSantis nhấn mạnh việc chính quyền Joe Biden tài trợ tấm chắc trắng cho cuộc xung đột này chừng nào Ukraine còn cần mà không có bất kỳ mục tiêu hoặc trách nhiệm giải trình rõ ràng nào, làm sao nhãn việc đầu tư giải quyết những thách thức cấp bách nhất của Hoa Kỳ. Bình luận của ông DeSantis được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Biden đã chuyển các gói hỗ trợ quân sự trị giá hàng trăm tỷ Mỹ Kim cho Ukraine và tập hợp đồng minh ủng hộ Kiev. Trong khi đó, khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có nên ủng hộ một sự thay đổi chế độ ở Nga hay không, thì ông Trump viết không, chúng ta nên hỗ trợ thay đổi chế độ ở Hoa Kỳ. Điều đó quan trọng hơn nhiều, chính quyền Biden là những người đưa chúng ta vào mớ hỗn độn này. Đáp lại phát biểu của ông Trump, thư ký báo chí của Ủy ban Quốc gia Dân Chủ, bà Amar Moussa viết đây chỉ là ví dụ mới nhất về cách thức đảng Cộng hòa thực hiện khẩu hiệu làm cho nước Hoa Kỳ vĩ đại trở lại. Cựu Tổng thống Jimmy Carter muốn ông Joe Biden đọc điếu văn cho mình. Cựu Tổng thống Jimmy Carter nhiệm kỳ năm 1977 đến năm 1981 bày tỏ nguyện vọng muốn ông Joe Biden đọc điếu văn sau khi mình tạ thế. Ngày 14 tháng 3, đài CNN dẫn lời ông Biden phát biểu trước người ủng hộ tại sự kiện gây quỹ ở California. Ông Jimmy Carter muốn tôi đọc điếu văn cho ông. Tôi trải qua thời gian với ông Jimmy Carter và cuối cùng bệnh tật cũng bắt kịp ông. Thế nhưng các bác sĩ tìm được cách giữ ông lại lâu hơn so với dự đoán của họ, vì họ đã tìm được một sự đột phá. Sau đó, ông Biden đề cập sơ quan đến cuộc chiến kéo dài của ông Carter trước căn bệnh ung thư. Năm 2015, cựu tổng thống của đảng Dân Chủ thông báo 4 khối u ung thư di căn đến não. Nhưng sau quá trình trị liệu, ông khỏi bệnh vào tháng 12 cùng năm. Tình trạng sức khỏe ông Carter liên tục không ổn vào năm 2019 và cuối cùng các bác sĩ phải giải phẫu để loại bỏ áp lực lên não của người bệnh cao tuổi. Sức khỏe yếu buộc ông phải từ bỏ việc giảng dạy trong nhiều thập niên ở trường học tại thành phố quê hương Plain, tiểu bang Georgia. Trung tâm Carter do ông thành lập với vợ mình là bà Rosalyn vào tháng trước thông báo cựu tổng thống quyết định chuyển về nhà để được chăm sóc đến cuối đời. Ông Biden được thông báo về tình trạng sức khỏe của ông Carter cũng như quyết định chuyển về nhà của ông. Đài CNN cho biết ông Biden luôn duy trì mối liên hệ gần gũi với gia đình Carter và những người thân cận của cựu tổng thống. Lần gần đây nhất thì ông Biden gặp ông Carter là vào năm 2021. Ông Carter hiện nay 99 tuổi, là vị cựu tổng thống cao tuổi nhất còn sống trong lịch sử Hoa Kỳ. Hàng trăm di dân lậu bị ngăn chặn khi nổi loạn tìm cách tràn vào biên giới Hoa Kỳ. Theo Reuters ngày 13 tháng 3 đưa tin hàng trăm di dân lậu từ biên giới Mexico tìm cách tràn vào Hoa Kỳ để tị nạn, tuy nhiên đã bị các viên chức Hoa Kỳ ngăn chặn kịp thời. Hầu hết di dân lậu là người Venezuela. Trước đó, để xin tị nạn tại Hoa Kỳ, họ phải sử dụng một ứng dụng có tên CBP One do chính phủ Hoa Kỳ cung cấp nhằm hợp lý hóa đơn đăng ký tị nạn của mình. Tuy nhiên, tình trạng trục trặc và quá tải của ứng dụng khiến di dân lậu không thể hoàn thiện hồ sơ xin tị nạn. Do vậy, họ bị mắc kẹt giữa khu vực biên giới đầy nguy hiểm của Hoa Kỳ-Mexico. Quá tuyệt vọng với thủ tục xin tị nạn, hàng trăm người di cư tập trung tại biên giới thành phố Soledad của Mexico tìm cách vượt biên sang đất Hoa Kỳ. Tuy nhiên, lực lượng biên phòng Hoa Kỳ đã sử dụng hàng rào thép gai để chặn dòng người. Phía Hoa Kỳ cho biết số lượng lớn di dân lậu sẽ gây ra mối đe dọa tiềm ẩn khi xâm nhập hàng loạt vào Hoa Kỳ. Vì vậy, lực lượng biên phòng lắp đặt hàng rào thép gai để hạn chế lối vào thành phố El Paso của tiểu bang Texas và thành phố Stanton thuộc tiểu bang California.
Hình ảnh cho thấy giữa đám đông hỗn loạn, một số di dân lậu cố gắng vượt qua hàng rào để tràn vào địa phận Hoa Kỳ. Nhiều phụ nữ mang theo con nhỏ đi cùng. Một số người khác cho biết lực lượng chức năng đã phải dùng bình xịt hơi cay để đẩy lùi dòng người. Một cô gái Venezuela 18 tuổi cho biết bản thân cố gắng vượt qua biên giới trong suốt một tháng, nhưng vẫn không thể xin tị nạn trong khi tiền đã hết. Sau một số xô đẩy với lực lượng biên phòng, đám đông người di cư cuối cùng đã rút lui. Một số người đi xuống bờ sông Rio Grande, nơi các quan chức nhập cư Hoa Kỳ dàn trận theo dõi. Cổ đông kiện công ty mẹ của Silicon Valley Bank. Theo AP hôm thứ Ba 14 tháng 3, cổ đông làm đơn tập thể kiện công ty mẹ của Silicon Valley Bank SVB, tổng giám đốc và giám đốc tài chính công ty vì cho rằng công ty không công bố rủi ro cho việc làm ăn khi lãi suất tăng. Đơn kiện công ty Silicon Valley Bank Financial Group, ông Greg Becker, tổng giám đốc và ông Daniel Beck, giám đốc tài chính được nộp lên tòa án liên bang ở miền Bắc California. Đơn kiện đòi bồi thường cho người đầu tư vào Silicon Valley Bank từ ngày 16 tháng 6 năm 2021 tới ngày 10 tháng 3 năm 2023, nhưng không nói rõ đòi bồi thường bao nhiêu. Đơn kiện do cổ đông nộp đại diện là ông Chandra Vinipanta. Trong đơn, họ cáo buộc Silicon Valley Bank không đưa cảnh báo từ Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ về việc tăng lãi suất vào một số báo cáo tài chính hàng quý và hàng năm. Họ cho biết báo cáo hàng năm từ năm 2020 tới năm 2022 đánh giá thấp rủi ro cho công ty vì không công bố việc Fed tăng lãi suất có thể gây thiệt hại, không thể sửa chữa cho công ty. Đơn kiện cũng cho biết công ty không công bố rằng nếu những khoản đầu tư của họ bị ảnh hưởng tiêu cực do lãi suất tăng, rất có thể khách hàng sẽ đổ xô tới rút tiền. Silicon Valley Bank là một trong những ngân hàng lớn nhất vùng Silicon Valley và lớn thứ 16 ở Hoa Kỳ, bị sập hôm thứ Sáu tuần trước chỉ trong vòng 48 tiếng sau khi khách hàng đổ xô tới rút tiền do lo lắng về tình trạng tài chính của ngân hàng. Chỉ riêng hôm thứ Năm, khách hàng rút 42 tỷ Mỹ Kim, đây là vụ sụp đổ ngân hàng lớn thứ nhì lịch sử Hoa Kỳ sau vụ ngân hàng Washington Mutual sụp đổ năm 2008 vào thời kỳ khủng hoảng tài chính. Hàng tỷ Mỹ Kim của nhiều công ty và nhà đầu tư còn mắc kẹt ở Silicon Valley Bank. Bất chấp hiểm nguy, người Mỹ vẫn chọn Mexico làm điểm đến du lịch y tế. Theo đài CNN, Ngân hàng Ngoại thương Quốc gia Mexico ước tính, ngành du lịch chữa bệnh đem lại 5 tỷ Mỹ Kim mỗi năm cho nền kinh tế nước này, trước khi chịu tổn thất do đại dịch COVID-19. Giá thành rẻ hơn nhiều và việc đi lại cũng thuận tiện là điều thu hút du khách sang Mexico. Nhưng tuần trước, 4 người Mỹ bị bắt cóc tại thành phố Matamoros khi sang hút mỡ bụng. Hai nạn nhân được tìm thấy đã tử vong. Sự việc không phải mới, nhưng nhiều người Mỹ vẫn lựa chọn sang nước láng giềng phía Nam để thực hiện dịch vụ chữa bệnh hoặc làm đẹp. Ngày 3 tháng 3 vừa qua, nhóm 4 công dân Hoa Kỳ lái xe van màu trắng mang bảng số North Carolina qua biên giới và thành phố Matamoros của Mexico. Không lâu sau khi vào địa phận Mexico, các tay súng chưa rõ danh tính tấn công những người có mặt trên xe. Chúng đưa các nạn nhân lên xe khác và chở đi. Các nạn nhân đến Mexico là do một người trong số họ muốn giải phẫu thẩm mỹ. Điều tra cho thấy cả 4 người còn sống cho đến ngày 6 tháng 3. Trong 3 ngày bị bắt cóc, 4 người bị đưa đến nhiều địa điểm khác nhau. Trong đó có một phòng khám và cuối cùng cảnh sát tìm thấy 2 người sống sót trong một ngôi nhà gỗ cách Matamoros 10 km. Thi thể 2 công dân Hoa Kỳ tử vong được đưa về Hoa Kỳ hôm 9 tháng 3. Các con đường cao tốc của tiểu bang Tamaulipas được cho là nguy hiểm nhất tại Mexico do nguy cơ bị các băng đảng bắt cóc và tống tiền. Thành phố Matamoros, nơi 1.2 triệu người Mỹ đổ về để du lịch y tế mỗi năm, từng bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cảnh báo là một trong những địa điểm không nên đến du lịch. Theo Washington Post, khoảng 65% đến 70% các chuyến đi xuyên biên giới là để khám nha khoa, 15% là thẩm mỹ và 5% là giải phẫu giảm béo hoặc giảm cân, 10% còn lại là các điều trị y tế khác.